phía FC Moon kỳ vọng rất nhiều vào mùa giải này. Mùa giải năm của giải bóng đá Ngoại hạng Phổ pha phản công của Túc Hữu Phương vô tu. Cơ hội! Tỷ số là 1-0. Vâng, pha phản công mẫu mực tới từ các cầu thủ Top Group. Người ghi bàn là số 13 Hữu Thắng. Lúc này thì ở ngoài sân Khánh Hồng đang khởi động một tình huống phản công dành cho Top Group. Phương Vơ Tư Tu vượt qua hai người, 3-1 Khánh Hồng. Tỷ số 2-1 dành cho các cầu thủ Top Group. Vẫn là bàn thắng tới từ Hữu Thắng. Cơ hội, Hữu Thắng, hat-trick dành cho Hữu Thắng, bàn thắng thứ ba dành cho các cầu thủ Top Group và cú hat-trick tới từ tiền đạo Hữu Thắng. Cầu thủ nếu như mình nhớ không nhầm thì đã từng thi đấu trong đội hình của Dương Nội. Đây không phải là những phút thi đấu đầu trận nữa rồi, mà nó là những phút thi đấu cuối cùng. Một tình huống mà thủ thành bên phía của FC Moon Long Cù Bạ cũng không chủ động khi mà các cầu thủ hậu vệ để mất bóng ở giữa sân. Bóng của đội rất căng. Một pha bóng làm đập chân một cầu thủ bên phía đội bóng cường quốc và thủ môn Lê Quang Kiên đành bó tay. Pha sút bóng rất mạnh của thắng bộ đội còn lại pha bóng này. Rõ ràng là không cần phải phối hợp. Và hàng rào là quá ít. Hai hàng rào. Phương Vô Tu thắng bộ đội. Như vậy thắng bộ đội có cú đúp ở trong trận đấu ngày hôm nay. Pha xử lý bình tĩnh của thắng bộ đội. Bàn huấn luyện của Top Group đã lao ra để ăn mừng. Cầu thủ Tùng mất trí. Thủ chạy xuống này. Bóng đã đi đập đất. Đó rõ ràng không phải là một tình huống tốt, dứt điểm tốt của thắng bộ đội. Nhưng trống không vào. Đó là tình huống hơi tham của thắng trôi. Rõ ràng là đồng đội có thể trách anh. Thủ môn Hoàng Hiếu
ta vẫn được chứng kiến cú đá chân trái sở trường bóng chim căng. Hữu Thắng, cú đá chân trái quen thuộc Hữu Thắng. Chúng ta thấy rằng ở trong mùa giải HPL Season 4 năm nay thì rất nhiều những bất ngờ đã xảy ra, và trước những đội bóng Thắng Bộ Đội đã ghi bàn. Ngay lập tức Thắng Bộ Đội đã chạy ra để ôm huấn luyện viên Tú Kỳ. Và dứt điểm cận chân rất nhanh của Thắng Bộ Đội. Dứt điểm. Lại một pha quăng chân của Thắng Bộ Đội không thành công. Phản công Thắng Bộ Đội. Như vậy đã có được bàn thắng. Thắng Bộ Đội là người đã ghi bàn. Trước đó là tình huống chuyền bóng của Nam Cóc. Pha chuyền bóng sai của Nam Cóc và Hồng Nhật thì đã không thể cản phá. Vâng, Gia Việt đã giành chiến thắng 4-0 trước cầu thủ Từ Sơn. Bàn ném bóng lên phía trên thì Thắng Bộ Đội. Tình huống mà Hồng Nhật đã lao ra. Chúng ta sẽ cùng xem. Thẻ đỏ. Thẻ đỏ cho thủ môn Hồng Nhật. Cầu thủ này đã quay ra nhìn khung thành rất kỹ. Không được. Phản công. 2-2. 3-2. Dứt điểm không vào. Thắng Bộ Đội. 1-0.
Một pha chỉnh bóng, sau đó Đàng Hoàng dứt điểm bằng bút chì. Chúng ta cùng xem lại hai pha dứt điểm của Thắng Bộ Đội. Đàng Hoàng chỉnh bóng hai nhịp, sau đó là một cú bút chì bằng. Tiến Thuận 4-2 đánh nhau. Như vậy là đội hình của hai đội rất nguy hiểm. Một đều, một pha sút xa của Hà Tít vào rồi thì Thắng Bộ Đội đã san bằng tỷ số cho cầu thủ Phương Anh. Thắng Bộ Đội rồi đã đứng ở trong tư thế biệt vị. Một pha đánh đầu rất cận thành. Like và share nhịp đập Ai Phủi và Ai Phủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.